Thì chào mừng cả nhà đến với cái đoạn đường có cái cung đường đẹp nhất ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cả nhà nha. Thì hôm nay đi qua khu vực này cho nên sẵn cũng review cái khu vực này cho cả nhà xem nha. Trước mắt cả nhà đó là hình dáng cái cầu Cỏ Mai á. Cái cầu này nó có một cái lịch sử cũng khá là đặc biệt cả nhà. Thì cầu Cỏ Mai là nó liền hai thành phố là thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Thì hình dáng cầu Cỏ Mai được thiết kế theo cái mẫu hình dáng của cánh chim Hải Âu. Đây là một cái biểu tượng mới và nó cũng là cái cổng chào để đi vào biển, thành phố biển cả nhà. Giờ mình đang cho một cái lay cam nó đi từ trên cao để cả nhà quan sát rõ hơn về cái cầu Cỏ Mai, cũng như là giới thiệu một vài nét về cầu Cỏ Mai cho cả nhà biết ha. Thì cầu Cỏ Mai là cách thành phố Vũng Tàu khoảng tầm từ 20 km, trên 20 km tí, và cách Bà Rịa thì khoảng 5 km, trên 5 km, gần 7 km đó cả nhà. Thì cầu Cỏ Mai là bắc qua sông Cỏ Mai, nó nằm trên cái quốc lộ 51 và cửa ngõ chính vào thành phố Vũng Tàu như mình nói với cả nhà ha. Thì chiều dài của nó là 258 m và rộng 30 m. Thì dự án này đầu tư khoảng 115 tỷ đồng. Và cái hệ thống vàng thép mà cả nhà thấy hình dáng để cái màu đỏ của cái cánh chim Hải Âu á thì nó dài trên 300 m cả nhà. Và cả cái công trình này nặng gần 2000 tấn sắt, tấn thép á. Thì một đặc điểm nữa đó là ở cái theo lịch sử thì cái cầu Cỏ Mai này á là nó trước kia xưa kia đó, thì nó là một cái dạng cái cầu bê tông cốt thép cả nhà, và dài không quá 100 m. Và do cái sông Cỏ Mai có một đặc điểm là sâu và nước chảy xiết, hai bên thì sình lầy, cho nên là lúc đó là cây cầu này được đặt nằm trên quốc lộ 15, hiện nay thì nó trở thành quốc lộ 51 cả nhà. Thì cầu này được người Pháp xây dựng năm 1898, thì đến năm 2007 thì lúc này có hình khu vực này có hình thành một cái tượng đài liệt sĩ và bắt đầu đổi cái tên cái đoạn đường này từ cái dòng xây 3 tháng 2 đó đến cái cầu Cỏ Mai này đó, là khoảng gần hơn 5 km hết cả nhà. Và cái đoạn đường nó rộng trên 70 m, và đổi cái đoạn tên đoạn đường này thành tên của một vị tướng, đó là Võ Nguyên Giáp. Đến năm 2017 thì cái hình ảnh cả nhà nhìn thấy trên đó, hình ảnh đó là một cánh chim Hải Âu á, thì mới được thật sự khoác lên trên mình cái cánh này. Ngày xưa thì nó chưa có cái cánh này cả nhà nha, lúc mà mới hình thành á. Thì đến năm 2017 thì cái cánh màu đỏ, cánh chim Hải Âu màu đỏ này biểu trưng cho Hải Âu ở vùng biển này á, thì nó mới được khoác lên mình chiếc áo như thế này. Và mãi thật sự thì đến tháng 7 năm 2023 thì nó mới hoàn tất cái toàn bộ công trình này và được đi vào hoạt động. Thì cả nhà nhìn trên cao, cả nhà sẽ thấy được cái quang cảnh này ha. Và đây là một bức tường rất đẹp và cũng có một đường rất đẹp. Và cũng có một cái tên đặc biệt, đó là đổi cái đoạn tên đường này, đó là tên của vị tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng lĩnh của Việt Nam. Và cả nhà sẽ theo chân mình để tiếp tục xem toàn bộ quang cảnh trên cung đường này ha. Bởi vì đây là một con đường rất đẹp cho nên mình cũng muốn giới thiệu với cả nhà. Mặc dù có rất là nhiều người đã từng đi qua cái đoạn đường này rồi nhưng mà ít có để ý kỹ, thì hôm nay mong mọi người hãy xem, cảm nhận, rồi có một thời gian nào trở lại thì hãy chiêm ngưỡng cho thật kỹ để mình sẽ thấy được cái cảnh đẹp, cũng như là có thể dừng chân ở đây để mình chụp một vài tấm hình lưu niệm, cũng như là để giữ lại kỷ niệm khi mình đi đến cái cầu Cỏ Mai này cả nhà ha. Rồi tạm thời chắc mình sẽ cho cái live cam này nó dừng lại và cả nhà sẽ chiêm ngưỡng từng cái trên cái đoạn, những cái đặc nét đẹp trên cái đoạn đường này nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ cả nhà hãy quan sát ha, trên cái màn hình ha, và cả nhà tiếp tục nha. Cả nhà hãy nhìn rõ trên live cam ha, xung quanh là một cái vùng đất nước không cả nhà, đó ngày xưa nó là bãi lầy mà, và ở bên hai con đường này nó rộng 70 m đó cả nhà, và ở giữa có một cái hoa viên
để cho người ta có thể dừng chân lại chụp ảnh và chụp hình. Ở đây một khu vực rất là đẹp cả nhà nha, không thể bỏ lỡ nếu chúng ta qua gì qua đi qua cái đoạn này. Thì đây là một cái cung đường mà có một cái đoạn đường đẹp nhất cả nhà. Và cũng một chú ý nữa thì cả nhà cũng cẩn thận, trên cái đoạn đường này thì có cái cam phạt nguội cả nhà nha, cho nên cả nhà phải đi đúng làn đường cũng như đúng tốc độ ha cả nhà, và dừng đúng nơi đúng chỗ ha cả nhà nha. Rồi vậy thì một lần nữa hãy mời cả nhà hãy theo chân mình để đi dọc trên cái tuyến phố, trên cái đoạn đường này, để cả nhà chiêm ngưỡng hết toàn bộ cái đoạn đường có nét đẹp như thế nào ạ ha. Đường võ nguyên giáp cả nhà. Mình thấy cái đoạn đường võ nguyên giáp nha, đoạn đường rất là đẹp, có một cung đường đẹp lắm, mời cả nhà theo dõi nha, đường này tuyệt vời lắm cả nhà nha.
cả nhà, mình chuẩn bị qua cây cầu Com 22 cả nhà. Qua cây cầu này thì khúc này là cái đoạn đường mà thường có kiểm tra tốc độ nha, nhà cẩn thận nha. Từ đây đi đến ngay cái cả nhà, mình đã đi hết qua cái đoạn đường Võ Nguyên Giáp là một phần qua cái cầu Cỏ Mai để cho cả nhà chiêm ngưỡng nha. Thì chắc sẽ tạm thời kết thúc clip này cả nhà ơi. Rồi hẹn cả nhà clip sau thì trước khi kết thúc thì nếu cả nhà yêu thích thì xin cả nhà hãy cho một cái like, một cái đăng ký để tạo động lực mình làm clip hay hơn cả nhà nha. Còn nếu cả nhà nào có bình luận thì xin bình luận phía dưới để mình được kinh nghiệm. Một lần nữa sẽ chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Mong cả nhà hãy đồng ý cũng như là cho cái like và một cái đăng ký để làm động lực. Cầu nhớ cái tên cầu Cỏ Mai nha. Cỏ Mai. Đây là đoạn đẹp nhất ở cả nhà nha. Từ đây đến cái view của Bình Bà Rịa là tuyệt vời nhất, và ở giữa có cái con đường khá lớn và được trồng rất nhiều cây xanh ở cả nhà. Cầu Võ Nguyên Giáp đâu. Cả nhà chú ý, đây là khu vực có camera phạt nguội cả nhà nha. Cả nhà chú ý lái xe cẩn thận và lái xe an toàn, đảm bảo tốc độ cả nhà nha. Rồi, chắc xin tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip sau, bye bye cả nhà.